tại một hội thảo khoa học quốc tế về biển đông do học viện ngoại giao việt nam tổ chức ông bill hayton một chuyên gia người anh đã kêu gọi bộ công an việt nam trả tự do cho nhà báo độc lập phạm đoan trang ông hayton cho rằng việc chấp nhận các tiếng nói độc lập trong nước sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ của quốc tế đối với việt nam Ông Hayton cho VA biết rằng khi ông phát biểu trực tuyến hôm 18 tháng 11 tại Hội thảo Quốc tế Biển Đông lần thứ 13, ông đã đăng chân dung của bà Phạm Đoan Trang sau phần trình bày của mình và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà. Viết cho VOA qua email, ông Bill Hayton, chuyên gia cao cấp chương trình châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Chatham House có trụ sở tại London, thuật lại lời kêu gọi của ông tại hội thảo. Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã được mời tham gia hội nghị này, nhưng tôi từ chối tham dự vì Bộ Công an Việt Nam vừa bắt nhà báo dũng cảm của Việt Nam, Phạm Đoan Trang. Một năm sau, bà Trang vẫn còn ở trong tù, đối mặt với những cáo buộc vô lý. Hôm nay tôi trình bày về vấn đề lịch sử, nhưng tôi muốn Bộ Công an hiểu rằng Việt Nam sẽ được cộng đồng quốc tế ủng hộ nhiều hơn nếu nước này ngừng bắt giam những người dũng cảm như bà Phạm Đoan Trang. Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 với chủ đề Nhìn lại quá khứ để có một tương lai tươi sáng hơn được Học viện Ngoại giao Việt Nam DAV tổ chức vào hai ngày 18 và 19 tháng 11 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cả trực tiếp và trực tuyến. DAV trực thuộc bộ ngoại giao việt nam nơi đào tạo nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ ngoại giao việt nam